Hello 500 anh em đến với chương trình Lì Xì Mua Gì. Và hôm nay là ngày mùng 4 Tết như mình đã hứa. Thì chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con màn hình để chơi Tết. Các bạn biết tin gì chưa? Hà Nội Computer mở cửa xuyên Tết từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 tại cơ sở 43 Thái Hà. Áp dụng khuyến mại, cứ mua hàng là có lì xì cho tất cả các đơn hàng online hoặc mua trực tiếp. Chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Và đây là sản phẩm đắt nhất trong cái series Lì Xì Mua Gì. Đây là một màn hình các bạn nhìn nổi bật, đó chính là cái vỏ hộp màu đỏ, tại vì tên của nó chính là TOF Gaming VG1A. Đây là phiên bản limited của Asus khi mà họ gắn cái logo Gundam lên và thiết kế lên theo kiểu Gundam. Và có hai cái mẫu màn hình Gundam, một con màu đỏ, một con màu trắng. Hôm nay mình giới thiệu một con màu đỏ tại vì nhìn nó Tết hơn. Và Tết thì mình vẫn nói là chúng mình vẫn bán hàng xuyên Tết nhé. Và ở đây chúng ta có mấy thông số chính. Đây là một chiếc màn hình có độ phân giải là 2K này. Tần số quét là 170Hz. Độ phủ màu là 130% sRGB. Và độ 1mm MPRT. Và các bạn khi mua màn hình ý, rất nhiều màn hình họ để là 1mm GTG. Nhưng mà 1mm MPRT như Asus đang để là cái chính xác hơn mà nó đúng hơn là cái 1mm GTG. Và đây là một màn hình có panel là IPS. Và mình sẽ mở ra. Ngày trước thì mình đã thử nghiệm con màn VG27 ở trong cái video mà dùng 3 màn về cái Asus Visual Free Kit ý. Và mình đánh giá chất lượng hình ảnh hiển thị của dòng VG27 này là khá là ổn. Và chiếc VG27 này, VG1A này, nó còn hiển thị hình ảnh tốt hơn cái dòng VG27 ngày trước. Tại vì chúng ta có một cái panel 10 bit màu so với là một cái panel tức là hiển thị hình ảnh là hơn 1 tỷ màu, rất là sống động. Và chúng ta đây có một cái sticker để gắn lên này. Lại thêm một cái sticker nữa, đây là hình cái con mắt của robot Gundam. Lại thêm một sticker nữa, nhiều sticker để các bạn dán lên. Và đây Asus họ hướng dẫn chúng ta cách dán sticker lên, mà khi dán lên thì nhìn nó sẽ phối màu tông đỏ và đen, nhìn nó đúng là chất máy móc. Về phụ kiện nhé, chúng ta sẽ có là một cái adapter này, đây là adapter nguồn nhé, nguồn adapter. À, đây là một dây DisplayPort, một dây HDMI và một dây USB để các bạn chỉnh. Với mức chênh lệch giữa dòng VG27 và con Gundam này thì thực sự là nó không phải gọi là quá đắt đâu. Tại vì các bạn chỉ phải bỏ ra chênh khoảng tầm 1 triệu đồng, trong khi đó là các bạn được tận hưởng thứ nhất là một cái thiết kế dạng limited như này. Và thứ hai đó chính là màu 10 bit là hơn 1 tỷ màu, và cũng như là chúng ta có mặt tần số quét là 170Hz so với cả 165Hz của con màn VG27 bản bình thường. Đây là cái chân đế dạng boomerang. Và mình rất thích chân đế kiểu này, tại vì các bạn gọi là sẽ là có cái khoảng không nhiều hơn các bạn để ở trên bàn so với việc mà dùng cái chân đế dạng ba chạc ngày trước của dòng ROG. Đây là một cái màn hình phẳng nhé. Nhưng mà thực ra đối với mình ý, cái kích thước 27 inch các bạn mua cong chẳng làm gì cả. Tại vì thực sự là nó không đủ độ cong để cho các bạn có thể gọi là nhìn tận hưởng được. Tại vì cong các bạn nên mua cho mình những cái màn hình của tầm 29 inch, đặc biệt các màn 21:9 ý, thì nó sẽ có cái độ cong các bạn nhìn nó trực quan hơn. Thì đây, đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có là ở mặt trước này có một cái logo Xeon ở dưới nhá. Toàn bộ mặt trước màu đen. Và gần như là cũng không có gì khác biệt so với cả những cái màn hình thông thường. Nhưng điểm đặc biệt đó chính là ở mặt sau, với cái tông màu đỏ cực kỳ nổi bật. Và cái màn hình này mình hơi tiếc, đó chính là tại vì các bạn để một cái màn hình màu đỏ như này, các bạn lại quay ra mặt tường. Nên là với màn hình này, bạn nào mà dùng để cho những cái trong những giải đấu eSports ấy, thì cái logo, cái Xeon, cái màu đỏ cực kỳ nổi bật. Và đây chúng ta có một chỗ để đuổi luồn dây ở đây này. Và chân đế thì chân màn hình các bạn có thể xoay ngang được, xoay dọc được và ngửa thoải mái. Nói chung là rất là linh hoạt. Ở đây chúng ta có mấy nút điều khiển, một tí nữa mình sẽ vào. Đây là một cái phần joystick. Và cái joystick này nếu mà các bạn dùng một màn thì nó khá là thoải mái, tại vì mình để tay như này.
Còn nếu các bạn dùng 3 màn như 3 màn ấy thì này sẽ khá là khó, tại vì các bạn thấy với một người khổ tay dài như mình vẫn không thể với được khi mà các bạn để các màn hình cạnh nhau. Đấy. Đây là logo T web, vẫn còn giữ một cái logo T web ở đây. Và đặc biệt là các màn hình này nó chuẩn VESA, tức là các bạn có thể dùng những cái chân kẹp màn hình trên bàn ấy cho nó gọn lại. Và đây là chuẩn VESA. Các bạn chỉ phải tháo 4 cái ốc này ra và gắn cái chân này vào là xong. Bây giờ mình sẽ cắm thử lên. Và Asus họ bảo là các màn hình này của họ đạt chuẩn đó chính là 130% độ phủ màu sRGB. Nhưng mà ở đây thì mình đang lại chưa có phần mềm test chính xác được. Và có một phần là do cái khi mà các bạn bật những chế độ ấy thì các bạn không thể chỉnh được màu RGB. Nên là để kiểm chứng cái 130% này sẽ khá là khó. Đây. À quên cổng kết nối nhá. Chúng ta sẽ có một cổng nguồn này, một cổng HDMI, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort. Đây là cổng audio, cổng quang audio và một cổng USB vào và hai cổng USB đầu ra. Khá là đầy đủ. Và thực sự thì mình rất thích cái màn có dùng cái adapter bên ngoài, tại vì đỡ bị tình trạng lưu điện. Ngày trước những màn hình họ tích hợp adapter bên trong ấy thì dùng nó bị lưu điện khá là nhiều và thỉnh thoảng các bạn tắt xong không bật lại lên được, phải đợi lúc. Rồi. Đây là do mình để cái màn hình của cái buổi quay hôm trước nên là đây độ phân cái desktop này nó không phải desktop hẳn cho các màn hình 2K. Mình chỉnh lại một chút. Về độ phân giải này. Các bạn thấy là cho nên điều để độ phân giải là 2K. Và tần số quét ở đây các bạn thể chỉnh được đó chính là 144Hz. Phải thế nhá. Mình phải chỉnh lại một chút ở đây. Về menu của Asus nhá, thì họ cho chúng ta đầu tiên là đây, LMB Sync này, Game Plus, các thứ các bạn chỉnh hiển thị màu kiểu gì đấy, đây như FPS này, các cái preset sẵn của bên Asus họ để chúng ta các bạn chơi game gì chỉnh theo như thế để tăng phần tối. Nhưng mà các setting nó khá là cơ bản thôi. Nãy cho là mình quên mất là mình cắm mất HDMI trong khi con cạc máy này là cạc RX 570, nó không hỗ trợ lên được 170Hz. Nên bây giờ mình vừa cắm lại dây DisplayPort và mình khuyên các bạn đừng như mình, hãy luôn luôn cắm DisplayPort để các bạn có cái tần số quét tốt nhất của con màn hình. Và đây, cái chân đế này mặc dù là nó rất khá linh hoạt nhá, nhưng mà độ chắc chắn thì mình nói là hơi bị rung rinh. Nên là bạn nào mà tức ấy, như anh Bomman hay chơi tập bàn tập ghế, các màn hình nó rung đấy. Các bạn nhìn đây, các màn hình đầu tiên này. Tức game mình đập màn hình có rung. Đây, mình chỉnh lại. Các màn hình mặc định của nó là 144Hz. Các bạn có thể chỉnh lên 170Hz bằng chế độ ép zoom màn hình. Vâng, mình không nói nhầm đâu, mình ép zoom màn hình nhá. Bằng việc các bạn đây vào overclocking này, on. Và các bạn chỉnh tần số quét tối đa lên, đây là 170Hz. Ép zoom màn hình nhá, không phải ép zoom độ phân giải, mình ép zoom tần số quét. Thì nó sẽ bị, như Asus họ thông báo là nếu mà các bạn nhảy nó sẽ bị gọi là bị kiểu bị flickering ấy. Khi Asus thông báo là chúng ta có thể bị flickering ấy thì đây mình thấy thì chúng ta khá là khó để nhận ra. Và 175Hz thì mình sẽ vào thử luôn, đó chính là tựa game Shadow Tomb Raider để thử setting thấp nhất này. Hay là game gì 175 đẹp nhỉ? Mình sẽ vào thử CSGO. CSGO là một tựa game mà các bạn đúng là cần nhất, đó chính là cái tần số quét các bạn phải cao. Còn nếu các bạn chơi những game offline như kiểu Shadow Tomb Raider hay là Assassin's Creed thì các bạn không cần thiết đến 170Hz. Cái các bạn cần đó chính là chế độ hình ảnh đẹp. Và như vậy các bạn không cần ép zoom cái tần số quét lên làm gì cả. Có kèm loa nhá. Bây giờ chúng ta kèm loa, nhưng mà thực sự mình thấy loa này khá là kém. Nghe nó không hy vọng gì được, loa nó không thể hay được. Muốn loa hay thì sẽ phải cần những cái con màn hình nó con hơn, cao cấp hơn. Đây gọi là loa chống cháy thôi. Rồi ok. Ở đây nhá, mình đang có khoảng tầm 150 FPS RX 570, nên là nó hơi đấy, mình sẽ cho setting thấp hơn một chút. Setting cái video này độ very low đi. Rồi, nó khoảng tầm 160-170. Và mình thấy là nó rất là mượt, không biết nào, nó rất là mượt. Và hình ảnh hiển thị thì do cái tấm nền panel của màn hình này đang là panel IPS nên là chất lượng hình ảnh hiển thị nó cao hơn hẳn so với những màn hình có sử dụng panel PA thông thường. Và với chất lượng hình ảnh hiển thị rất là tốt như này, cùng với cái việc mà các bạn có tần số quét cao lên đến khoảng 170Hz và cái độ trễ chỉ 1ms, thì mình thấy đây là một con màn hình nó rất là đáng tiền, tại vì giá nó hơn 12 triệu.
mà các bạn được trang bị đó chính là một con màn hình 27 inch 2K này, 170Hz và các bạn có panel IPS và độ trễ chỉ là 1mm mà thôi. Cái điểm trừ mình thấy ở đây thì có lẽ là cái phần chân đế nó không chắc chắn như mình tưởng tượng. Và cái thứ hai là chính là màu đỏ thì có thể là không phù hợp với các bạn. Có các bạn thích màu đỏ, các bạn không. Mình thì mình thấy khá là nổi, nhưng mà hơi buồn là nó màu đỏ này chỉ hướng mặt sau thôi. Chứ mặt trước thì mình cũng không nhìn thấy cái gì cả, thấy chỉ đúng màu đen và cái logo Xeon ở đây. Và ngoài ra thì Asus họ công bố là cái con màn hình này có độ phủ màu là 130% sRGB. Nhưng mà mình thì chưa kiểm chứng được tại ngày hôm nay. Nhưng mà nếu mà mình thấy về tổng quan thì màu sắc nó khá là tươi và đẹp. Và đối với mình thì 12 triệu một con màn hình này nó hoàn toàn là xứng đáng, đặc biệt là nó có màu đỏ, nó rất là tết. Đấy. Vừa rồi là video đánh giá con màn Asus Wundam VG27 và các bạn có thể xem link sản phẩm ở phần phía dưới video. Và chúng mình vẫn giveaway với mỗi 5.000 sub, tức là khoảng tầm 1.000 sub thôi chúng ta sẽ có được giveaway đầu tiên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn một cái ăn tết vui vẻ.